cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào giờ thứ sáu, tối tăm bao trùm toàn thể mặt đất, cho đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lên lớn tiếng: Eloi, 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 Ema Sabatani, nghĩa là: Thiên, lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con? Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: Kìa, hắn gọi Elia. Một người trong bọn họ chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống mà nói: Để xem Elia có đến đem hắn xuống không. Rồi Chúa Giêsu kêu lớn tiếng và chút hơi thở, màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với người, thấy người kêu lên và chút hơi thở như thế liền nói: Đúng thật, người này là con Thiên Chúa. Cũng như những phụ nữ đứng nhìn đỡ đằng xa, một số đó có bà Maria Magdalena, mẹ Maria mẹ của ông Giacôbê hầu và ông Giacôbê, ông Giôsê và ông Salome, là những người đã theo giúp Chúa Giêsu khi người còn ở xứ Galilea, và nhiều bà khác cũng đã lên Jerusalem với người. Trời đã xế chiều, mà vì hôm đó là ngày chuẩn bị mừng lễ, tức ngày là áp ngày Sa-bát, nên ông Giuse quê ở Arimathea, một nghị viên vị vọng, chính ông cũng mong đợi nước Thiên Chúa. Ông mạnh dạn đến gặp quan Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Quan Phi-la-tô ngạc nhiên nghe nói người đã chết. Ông gọi viên đại đội trưởng đến và hỏi xem người đã chết thật chưa. Khi được viên đại đội trưởng phúc trình, quan cho ông Giuse lấy xác người. Ông Giuse mua một tấm vải gai, hạ xác Chúa Giêsu xuống, lấy tấm vải liệm người đọc trong mộ đã đục sẵn trong đá và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Trọng kính quý cha chính sứ, kính thưa quý cộng đoàn phục vụ rất thân mến. Bởi vì vâng lời, con xin phép hôm nay được chia sẻ một số những điều được cảm nghiệm về các linh hồn theo lời tin mừng mà chúng ta nghe trong suốt tháng 11, đặc biệt trong các lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Tất nhiên là tin mừng ngày hôm nay là bài tin mừng thường đọc theo lễ an táng. Chẳng hiểu sao lại đưa cái sách an táng lên đây, đã bảo là hôm nay lễ cầu cho các linh hồn. Thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong những ngày vừa qua của tháng 11, con đi ra ngoài nghĩa, ngoài đất thánh này phiếm các linh hồn, con thấy rất là nhiều người cũng đã đi ra viếng đọc kinh cầu nguyện cho người thân của mình ở nơi đây. Thế con lần con ra đang ngồi đọc kinh thì bật chợt con ngưng lại và con tự hỏi mình câu hỏi vô cùng đơn giản: tại sao tôi và những anh chị em giáo dân này lại ra đây cầu nguyện cho các linh hồn? Quá đơn giản. Dĩ nhiên là tôi cầu cho cha mẹ, ông bà, anh chị em tôi sẽ được về hưởng phúc thiên đàng. Tuy nhiên cái mấu chốt vấn đề, lý do trả lời cho điều đó nó nằm sâu xa lắm. Và nó liên quan đến không phải sự chết, mà nó liên quan đến cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta. Con bất chợt bừng lên, quả thật tôi và anh chị em giáo dân đang đến đây cầu nguyện cho các linh hồn là bởi vì chúng tôi xác tín rất rõ ràng chết không phải là hết. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ sống lại trong niềm hạnh phúc vĩnh cửu, hay là chúng tôi sẽ sống lại để chịu án phạt muôn đời. Đó là câu trả lời rất đơn giản,
Nhưng thưa quý cộng đoàn, nó đơn giản như vậy, nhưng nó liên quan đến ngay cái cuộc sống hiện tại của tất cả chúng ta. Bởi vì mỗi khi ta hiện diện đối diện với cái chết của những người thân, những người ra đi trước chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta nhìn thấy những nấm mồ của những người thân của chúng ta, chúng ta biết đó là một cái tín hiệu rất mạnh mà Thiên Chúa Ngài đã cho chúng ta nhìn thấy, để rồi chúng ta hãy khôn ngoan mà hành động cho sự sống của mình. Sự sống không phải ở đời này đâu, mà hãy khôn ngoan hành động cho sự sống đời đời của chúng ta. Bởi vì tôi xác quyết chết không phải là hết, mà chắc chắn tôi sẽ sống lại. Những nấm mồ này đều mang tên tuổi rất rõ ràng, đó là những hạt mầm đang chờ đợi ngày bừng dậy, sống dậy, để rồi sẽ phải hạnh phúc đời đời hay là sẽ chịu án phạt. Và đến phiên tôi, một ngày nào đó tôi sẽ nằm xuống y như nấm mồ này, để rồi tôi cũng chờ đợi ngày trỗi dậy trong hạnh phúc vinh quang hay trong án phạt muôn đời. Đó là cái dấu hiệu rõ ràng nhất mà Chúa đã gửi đến, Chúa đã để ở trước mắt tất cả chúng ta, để chúng ta là những người đang sống hãy khôn ngoan mà hành động cho cái sự sống vinh cửu của chúng ta. Ví dụ quý ông bà anh chị em nhớ lại cái bài tin mừng thuật lại câu chuyện người trộm lành. Anh ta đang đứng bên bờ sự chết, và anh ta thấy một cái dấu hiệu của Chúa Giêsu, cho nên anh ta hành động ngay cho sự sống của anh. Đó là anh ta đã sám hối. Trên thập giá, khi đối diện với cái chết của chính mình, anh đã nhận ra được tín hiệu khẩn cấp, đã khám phá ra được lý do để sống và sống đời đời. Đó là sám hối, là tin vào Đức Giêsu Kitô. Không phải tin không thôi, nhưng tin đó là tích cực hành động theo đức tin của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, ngược lại chúng ta cũng ở trong bài tin mừng ấy, chúng ta thấy anh trộm kia đã không nhận biết tội lỗi của mình, lại còn thách thức Chúa. Đó là có lẽ cũng là thái độ của rất nhiều người Kitô hữu ngày hôm nay. Nếu nói rằng người ta thách thức Chúa thì quả chẳng có ai dám làm. Xong nhìn vào trong đời sống hiện tại, cái đời sống mà nó sẽ quyết định tất cả cái sự sống đời sau của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy người ta thách thức Chúa nhiều lắm. Ngày hôm nay xã hội hiện đại mà ai còn giữ lòng đạo đức, ai còn sống được đức tin thì quả người đó là người khôn ngoan. Bằng không thì người ta cứ hùa theo nhau, người ta hùa theo thế gian, và người ta xem đó là cùng đích cuộc đời của họ. Rất nhiều người Kitô hữu với bạn xem nhìn thấy chung quanh cuộc sống của mình, họ sống như thể chết là hết, chết là xong, không nghĩ gì đến sự sống mai sau hay là linh hồn bất tử, không hề. Ta cứ nhìn ngay cái cách ứng xử đời sống của họ, ta biết ngay. Nói rằng người ta thách thức Thiên Chúa thì quả không ai dám cả. Xong nhìn vào đời sống để chúng ta xét mình, khi người ta dựa vào lời nói và hành động của mình, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra có nhiều lần ta thách thức Chúa lắm. Đó là người ta thách thức Chúa khi người ta nghĩ rằng tôi sống còn lâu tôi mới chết, nay tôi đang khỏe mạnh lắm, bệnh tật gì đâu, cho nên cần gì phải sám hối ngay, cần gì mà phải ăn năn sửa đổi. Tôi thách thức Chúa khi tôi cứ chay lì ở trong cái nết xấu, trong cái tội lỗi, sự cố chấp của mình.
Khi tôi nghe thấy những điều khuyên bảo tốt lành, tôi đã chẳng thèm theo mà tôi còn phản kháng nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Cộng đoàn chúng ta thấy điều đó rõ lắm. Con bị chửi nhiều lắm à, con biết rồi. Nhưng không sao, ai có sức chửi cứ chửi, cứ chửi cho bổ phổi. Con chẳng bao giờ nghĩ gì cả. Thế thì rõ ràng đó là ta thách thức Thiên Chúa. Ta thách thức Thiên Chúa khi mà Chúa vẫn cho ta nhìn thấy bao nhiêu tín hiệu hàng ngày Chúa gửi đến để giúp ta sửa đổi mình, nhưng ta đâu có thèm. Ví dụ Chúa vẫn nhìn cho chúng ta nhìn thấy giáo xứ có khi chết cả 3 người, 4 người trong một tuần liên tục. Nhìn tín hiệu Chúa cho chúng ta nhìn thấy những người đang đau yếu bệnh tật, những người qua đời một cách đột ngột, rất là còn trẻ, rất là khỏe, tự nhiên lăn đùng ra chết. Đó là tín hiệu. Chúa cho ta nhìn thấy tín hiệu. Mỗi khi ta bước chân ra ngoài cái đất thánh này, nhìn biết bao nhiêu cái mộ to nhỏ, trong đó có cả những người nghèo khó, những người không chức quyền, đến những người có quyền to nhất, đến cái người giàu cái xù, đều nằm hết đấy. Chẳng ai sống mãi. Tín hiệu, thưa quý ông bà anh chị em, tín hiệu đó Chúa gửi đến, Chúa cho ta nhìn thấy là để muốn ta sửa đổi đời sống, ta xét lại đời sống của mình, xét lại đức tin của mình, để hành động cho sự sống của mình. Tôi sống tốt thì được cho tôi, chứ có được cho ai đâu. Vì thế mà người khôn ngoan và tỉnh thức, đó là người luôn nghĩ đến cái chết của mình nó sẽ ra sao. Còn thấy các nhà văn, người ta muốn viết một quyển truyện hay, thì người ta thường nghĩ đến cái phần kết của câu chuyện, sao cho nó có hậu. Thế chúng ta muốn viết quyển truyện cuộc đời của mình cho hay và cho có hậu, tất chúng ta phải nghĩ trước đến ngày kết thúc đời sống của mình. Vấn đề hiện nay của chúng ta không phải là ta sẽ dự đoán sẽ bao giờ tôi chết, lúc nào tôi chết, nhưng là hãy sẵn sàng. Tôi đã sẵn sàng cho ngày ấy như thế nào. Quý ông bà chị em thấy rất rõ, sở dĩ cuộc sống hàng ngày của chúng ta nó vẫn còn đầy những mâu thuẫn, những tranh chấp, những tranh giành, xúc phạm, chia rẽ nạc bệ và hận thù lẫn nhau, đó là bởi vì người ta đang lầm tưởng rằng tôi sẽ còn sống lâu lắm, lầm tưởng rằng có những thứ đó là những thứ vĩnh cửu, để rồi sẽ phải mất tất cả. Khi mà ngày ấy của mình sẽ đến rất bất ngờ và không chờ đợi một ai cả. Tiền bạc, của cải, sắc đẹp hay quyền lực, thú vui trần gian, những thứ mà lắm người tưởng đó là hạnh phúc, là cùng đích tìm kiếm, thì cuối cùng cũng chỉ để lại thất vọng, sự trống trải, một bởi vì lòng họ sẽ không bao giờ được lấp đầy, và nhất là họ sẽ bỏ lại tất cả mọi sự nhắm khi nhắm mắt lìa đời và không có mục đích đâu. Ngược lại, thiết nghĩ tất cả chúng ta hãy trở nên những người khôn ngoan, hãy nghĩ đến giờ phút mình phải ra trước tòa Chúa để trả lẽ về cuộc sống Chúa đã ban cho mình, thì chúng ta mỗi ngày sẽ biết sống sao cho tốt, tốt cả cuộc đời, tốt và đẹp cả đức tin. Bởi vì chúng ta biết rất rõ Thiên Chúa là đấng hay thương xót, nhưng Ngài cũng là đấng công minh vô cùng. Ngài sẽ trả cho ai nấy xứng với việc họ đã làm khi họ còn sống ở trần gian này. Chúng ta như vậy sẽ phải gặt trong vĩnh cửu những gì mà chúng ta gieo rắc ngày hôm nay. Nếu như chúng ta gieo rắc tội lỗi và những điều không tốt, thì mùa gặt của chúng ta tất sẽ là quả đắng đau thương. Nếu như chúng ta biết yêu thương, gieo rắc những điều tốt đẹp, chắc chắn ngày mai khi ta nhắm mắt lìa đời, ta sẽ gặt được niềm vui và hạnh phúc ở bên Chúa.
Như vậy nói tóm lại, thưa quý ông bà chị em, quây quần nơi đây trong y tế của Đức Kitô để cầu nguyện cho những người thân của chúng ta, đó là cơ hội để chúng ta nhận ra dấu hiệu của Chúa mà tỉnh thức. Bởi không ai là người vô tội cả, không ai thoát khỏi sự chết, không ai có thể chết thế cho ai được. Dù muốn hay không, mỗi người đều đang tiến dần đến cái chết của mình. Nhưng chúng ta không chết để chấm hết, mà chết để bước vào cái sự đời đời của chúng ta. Chúng ta sẽ hạnh phúc hay bị luận phạt do chọn lựa của mỗi chúng ta. Ngày mai sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, kết quả phụ thuộc vào những công khó của hôm nay. Cuộc đời mỗi người là một cơ hội duy nhất. Xin cho chúng ta khôn ngoan để chúng ta sử dụng đúng và hợp với những gì Chúa dạy, hầu hạt gáy gặt hái được cái kết quả tốt đẹp cho chính cuộc đời của mình. Amen.